Chào chị. 30 phút lộ bộ cô bác anh chị. Thì Bùi Hồ cùng với lại anh hai mới đến được cái ngôi nhà của cô này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại lưng chừng núi. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác anh chị một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Một cái ngôi nhà nhỏ xíu nằm ở trên núi kia kìa. Mà nghe nói được rằng á, ngôi nhà này có đến là 7 thành viên trong gia đình. Mà trong đó một người mẹ phải nuôi 6 người con. Thực hư cái câu chuyện mà cất nhà trên núi mà thôi lo như vậy, một người phụ nữ cùng những đứa em trẻ thì như thế nào? Mời cô bác quý chị cùng tiếp tục theo Bùi Hồ. Và đây là cái phần quà hôm nay Bùi Hồ sắp đi nè. Ôi nó không còn nguyên vẹn nữa. Rồi à, đây là một phần quà được anh Lê Quang Nhiêu gửi ủng hộ bây giờ sách lên trên tới tên kia. Trời trời, có cái chị biết không, lúc nãy ha chạy đường nó đá không à, chạy lên nó cực lắm. Ngay cả những cái nhu yếu phẩm như thế này nè, khi mà chuyển lên đây là cái bọc nó đã hao mòn, với lại đoạn đường gì nó quá gồ ghề luôn mà phải khai liên tục. Bây giờ một hành trình đem thức ăn lên nhu yếu phẩm lên bà con ở trên vùng núi trên kia kìa, khó khăn lắm. Bây giờ cũng phải cố gắng, có những cái chai có những cái chai nước mắm nó là đã bị xước nắp cho luôn. Rồi khô thì nó bị cái bô nóng, cái bọc này gần như là biến dạng luôn rồi. Thôi thì bây giờ cũng sẽ tiếp tục cái hành trình ha. Rồi. Được không anh? Đoạn đường này là đoạn đường mòn, chủ yếu là đá không, đồi núi mà nên chủ yếu là đá luôn rồi. Có vẻ lắm, ở ngoài sau còn hai xe nữa kìa. Kìa. Đó. Các chị thấy không? Nói chung là để mang những cái yêu thương mà của quý mạnh thường quân lên đến đây á. Nói chung nó vô cùng ý nghĩa luôn. Thôi bây giờ tiếp tục hành trình. Ôi trời ơi. Khổ ghê chưa? Em lấy cái bọc giùm anh với. Đây đây bọc cho. Dạ. Đây anh. Rất dữ hả chị? Đường xe chạy không được luôn. Đây. Đường khó đi quá. Dạ. Dạ. Ôi ôi trời. Quá có chị biết kìa. Bây giờ xe đi như thế này nè. Cái này là mình để cặp bên được không chị? Để bên đây nè. Chút xíu mình quay xuống mình lấy. Gần tới rồi. Đúng rồi. Mình để cái đó mình đi đá nó chọi đứt hết rồi. Đúng rồi. Này nó đứt cái bọc này luôn hả? Nãy ngã xe ra hả? Đứt thôi chứ đâu có ngã. Bây giờ xách quà lên trên núi nè. Này còn kinh khủng hơn. Đây là một trong những cái vùng rất là hẻo lánh luôn nha cô bác anh chị. Hôm nay là coi như là làm hết 100% công lực luôn. Nghe nói là cô này đang tỉa bắp, tỉa ngô quá. Nó gách hết rồi, nó không còn nguyên vẹn đẹp đẽ như lúc ban đầu nữa đâu. Còn bao nhiêu đây thì cô bác của chị nghĩ cái cô này ở đây á, vừa mang thai vừa có em bé thì việc sinh sống sao ha cô ơi. Ôi trời ơi, đâu rồi? Tỉa bắp rất là nhiều ha. Ở trong phần quà này có hai chai nước suối của hai anh em nữa. Thở quá trời thở luôn. Ôi nghe bạch xíu được không mọi người? Go! Nghe tiếng của trẻ con rồi. Ôi trời ơi, sống sao mà sống trên này được hay ta. Ôi ôi, trời chị, như vậy là
sau một cái thời gian khoảng 30 phút lội bộ của cô bác anh chị, thì Bùi Hồ cùng với lại anh Hai mới đến được cái ngôi nhà của cô này. Trời ơi, mệt. Chú chào con nha, chào chị nha. Chị ơi, mình tên gì á? Con lại đây. Mình tên gì á chị? Dạ, Pinang. Cho con xin lỗi nha. Xin lỗi cái này. À. Xin lỗi tên gì này con? À. Chị nói chuyện tiếng Kinh được không? Tiếng Việt được không? Không biết. Không biết hả? Con có biết hả? Con thì biết nghe. À, con ngồi xuống đi. Tên này ok. Đây là bé này là cái nhà ở bên kia kìa. Con là nhà bên kia ha. Năm nay là 21 tuổi. Là gì? Chị này là gì? Gì? Trời ơi trời. Dì có con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ. Dì bao nhiêu tuổi rồi? Dì của con sinh năm 92. 92. Dạ. 92 mà là dì rồi. Ồ. Oh. Bé. Trời ơi. Mình ở đây lâu chưa? Dạ được lâu rồi. Lâu là mấy năm rồi? Hình như là 5 năm rồi đó. 5 năm hả? Dạ. Sao mình không ở dưới kia mà lên núi ở dưới xa dữ vậy? Được có con nhà, được ở nhà gì không nhà. Không nhà ở hả? Dạ. Phải lên núi ở trên này. Dạ. Rồi chồng của con đâu? Chồng của con đi làm rồi. Ở đâu? Làm ở Ninh Sơn á. Ừ, còn chồng của dì? Dạ, chồng dì hình như đi phụ hộ cho người ta rồi. Ừ. Dì có mấy người con? Dì hình như là 5 con. Dì 5 người hả? 5 đứa con. Dì 5 người con. Dạ. Còn con? Một đứa con nữa. À, con 21 tuổi. Dạ. Trời ơi. Rồi chồng đều đi làm xa hết. Rồi hai vợ cháu sống ở trên đây. Hàng ngày là ăn cơm với gì? Ăn cơm với lá, lá đu đủ. À hả? Ăn cơm gì? Ăn cơm với lá đu đủ. Lá đu đủ, có gạo không? Dạ. Có gạo không? Ở đây thì khi ít có quà không? Ít có quà lắm hả? Dạ. Ừ. Chủ yếu là ăn cơm với lá đu đủ thôi. Rồi ở đây có điện nước gì không? Dạ. Rồi nước mình sử dụng ở đâu? Ở dưới suối bên kia. Ở dưới suối hả? Dạ. Nước sạch quá. À, nước ở dưới suối á. Dạ. Còn không có điện luôn. Dạ. Rồi không có gạo luôn. Dạ. Chủ yếu là ăn cơm với lá đu đủ thôi. Dạ. Ngày gạo nay thì ít thì tôi gạo ít hả? À, ngày nay ăn cơm với gì? Ăn cơm với gạo, ăn cơm với lá đu đủ thôi à. Lá đu đủ đâu cho chú xem được hả? Hình như mấy đứa nhỏ ăn hết rồi á. À, mấy đứa nhỏ ăn hết rồi ha. Dạ. Rồi chiều tối trên này mấy dì cháu sợ không? Dạ. Mấy dì cháu có sợ gì không? Dạ, cái này thì con chưa biết. Dạ hả? Lá đu đủ hái ở đâu? Đu là nhà con kìa. Ừ? Lá đu đủ nhà con á. Nhà con ha. Dạ. Nấu cơm ở đây ăn hay là nấu cơm ở nhà con? Ăn ở đây này. Ăn ở đây? Dạ. Bếp củi đâu? Ở đây kìa. À, nấu cơm ở dưới đó đó hả? Dạ. Ở đây chắc có lẽ là nuôi chó để cảnh giác ăn trộm hay sao? Đúng không? Cảnh giác người lạ. Nấu cơm ở dưới đó. Ôi trời ơi. Rồi nhà này ai cắt cho mình? Dạ. Ai cất nhà cho mình? Chồng gì làm nhé. Chồng của gì làm ha? Dạ. À, đốn củi để làm. À, bây giờ lên nhà được không? Dạ. Vô nhà được không? Nhà. À, đi vô nhà. Sao anh là nhà. Cô tôi xúc động. Vậy là gì 5 người con? 5 đứa con. Trời ơi trời. Con một người nữa là 6. Vô nhà các bạn vô nhà. Ở đây có cơm nè, có gạo nè. À, ủa sao có chim gì nữa? Bắt chim được hả? Đâu dở đâu cơm ra. Bắt cua coi dọn nhà. À, bên đó cơm. Đây có bí có thịt nữa kìa. Có thịt rồi. Đây là cái sườn nước nè. Anh phát sữa cho các bé trước đi. À, các bạn ngồi xuống đi, con xích vô. Mà nè má. Ừ. Bé.
Ôi trời ơi, nó khủng khiếp thiệt. Ở đây là đa số là các bé đều không có hộ, không có dép. Rồi mùa lạnh rồi sao? Dạ. Mùa lạnh á? Thì ngồi nằm đông à. Có áo ấm không? Dạ không. Không hả? Dạ. Thường là ăn cơm với lá đu đủ là chính hả? Dạ. À, bữa nay có thịt nữa kìa. Bữa nay chắc người ta cho. À. Nè, khui ra cho con uống nè. Chị này sinh năm 92 mà có tới 5 người con. Mình là đồng bào Sắc Lây. Sắc Lây. Sống ở trên một cái sườn núi nha cô bác anh chị. Ở đây là không có cửa nẻo gì hết trơn nha. Đây nè, cho con này luôn. Các bé ở đây rất là khôn. Con tên gì? Con bé, con của con tên gì? Dạ, Mi Năng Thị Tuệ. À, Mi Năng Tuệ. Tuệ. Mấy tuổi rồi? 1 tuổi 5 tháng. Ừ, 1 tuổi 5 tháng rồi. Nè, uống hút nè con. Khui ra uống đi. Kêu các bé khui ra uống đi. Mẹ con. Ừ. Bạn này là bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Em 10 tuổi rồi. 10 tuổi có được đi học không? Dạ không. Bộ học. Ừ, cái này là để cho các bé ngày mai uống nha. Không có được đi học luôn. Đi học mà xa nhà quá nên bỏ học. Bỏ học từ năm lớp mấy? Từ năm lớp 6. Từ năm lớp 6 hả? Dạ. Đây à. Không có xe đạp đi học nên bỏ rồi. À, không có xe đạp đi học nên bỏ rồi. Dạ. Nhưng mà bạn đó biết chữ không? Dạ. Bạn biết chữ không? Biết chữ. Biết chữ hả? À. Kìa, các bé uống sữa ngon lành luôn không? Rồi tối là mình ngủ ở đâu? Dạ. Tối gì ngủ ở đâu? Biết gì ngủ ở đây nè. Ngủ ở đó. Ngủ ở đây hả? Dạ, ngủ ở đây. À, còn con ngủ bên kia nhà con? Dạ. À. Bạn nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. Hai tuổi. Rồi ở trên đây mỗi bạn được mấy bộ đồ? Dạ. Mỗi bạn được mấy bộ đồ? Hỏi tôi ra tôi được bộ đồ. Mấy bộ? Dạ. Mỗi bạn được mấy quần áo? Như là 2-3 bộ á. À. 2-3 bộ đi. À. Mình thường ăn cơm với lá đu đủ nhiều hơn hả? Ở đây thì mình trồng lá bì để ăn. Hả? Trồng lá bì, lá bì. Lá bể. Lá bì vậy đó. À. Bé. Rồi các bạn thì đi ra ngoài chợ thì sao? Dạ. Con đi ra ngoài chợ đồ sao? Đi ra ngoài chợ. À, đi chợ. Đi chợ hả? À. Dạ không. Hả? Dạ không. Không đi chợ luôn. Trời ơi. Dạ. Không đi chợ luôn. Không. Không có tiền sao đi chợ. Hả? Không có tiền sao mà đi chợ. Không có tiền đi chợ. Cứ ở đây suốt vậy đó. Có tiền thì xuống tập quá. Không có tiền thì ở nhà. Ừ. Chồng đi làm ngày được nhiêu? Ngày được 180. 180. Ừ. Bao lâu thì chồng mới về một lần? Như 2-3 tháng. 2-3 tháng. Rồi chồng có gửi tiền về không? Dạ. Chồng có gửi tiền về cho con không? Dạ không. Không hả? Rồi được rồi, để cho bạn uống đi, con uống đi. Con có uống thì uống nữa đi. Dạ. Rồi tối là mấy dì cháu là dì với lại 5 người con ngủ ở đó. Ở ngoài sau là cái thùng gì á? Bắp để trồng, để giống. À, thùng bắp giống hả? Dạ. À, cô bác anh chị biết không, ở ngoài sau có một cái thùng bắp kìa. Đó là bắp giống để trồng á. Rồi ở nhà mình có dự trữ gạo được không? Ừ. Con, nhà mình có chứa gạo để dành ăn không? Gạo còn ít à. Gạo đâu? Dạ đây à.
đó. Còn gạo gì còn ít à? Gạo có gì còn ít hả? Dạ, nó gạo gì ở trong ni lông đó. Ừ, gạo có gì là để trong bọc ni lông kia kìa. Dạ. Còn ít à? Rồi ở đây là tối ngủ ở chỗ này. Dạ. Tắm thì đi xuống suối, còn lấy nước ở dưới suối luôn. Đúng không? Dạ. Mưa có tạt không? Dạ. Mưa có tạt không? Có. Có tạt hả? Dạ. Tạt nhiều không? Nhiều chứ. Nhiều lắm hả? Đất này là của mình hay sao? Dạ. Đất đồi này là của mình hả? Cái tên nào bà? Như thế nào bà? Dạ, đất của gì á? Đất của gì á hả? Dạ. Ừ. Con này có gì nè? Dạ. Có gì luôn. Có gì luôn, có gì luôn, có gì luôn. Bé nhỏ nhất là của con. Dạ. Trời ơi. Ngày xưa con lấy chồng là nói là năm bao nhiêu tuổi? À, năm 9, năm 18 tuổi. 18 tuổi. 18 tuổi, bây giờ là 20 à? 21 tuổi. Và 18 hay 17? Hả? Trời ơi nha. Hả? Các nheo nhóc gì nhìn thấy thương quá vậy? Các bé nó dành sữa, nó khóc kìa. Thấy cái cảnh này mà mình không biết nói sao luôn. Tối ở đây là không có điện. Không có bóng đèn luôn, người là làm sao để mà thắp sáng? À. Làm sao để thắp sáng? Cái đèn gì đó. Đèn đâu? Đó, đèn. Pin. Đèn gì? Mình cứ mang cái nhìn cái dạ dạ của chúng thơm rồi. À. Nè. Nè. Quá nhanh cũng bàn nha. Nè con. Dạ, cảm ơn chú. Một cái đèn đều đội đầu á, cô bác có chị? Nhỏ xíu à. Trời ơi trời. Sống cái cảnh ngồi nhà gì. Không biết hỏi gì nữa luôn. Chung lại cô bác đồng bào dân tộc rất quay ở đây á, là đa số là sống ở trên sườn núi, trên đồi núi. Đa số là lá đu đủ để sống nè. Dạ. Tắm thì tắm ở suối. Bé. Ngày có bao giờ là có ngày không có gạo ăn luôn không? Dạ. Không. Ừ? Còn hết gạo thì hết gạo thì sao? Lúc ra bây giờ. Ừ. Lúc ra hết. Hỏi vậy coi có ngày nào hết gạo không? Dạ, có. Có hết gạo đói rồi sao? Đói thì xin họ hàng. Hết gạo thì hết xin họ hàng. Dạ. À. Đây là cái sàn nước. Đó là cái nồi để nấu ăn. Nấu ăn thì nấu ở dưới sàn kia kìa. Trời ơi. Thiệt tình luôn à. Bây giờ không biết là xuống dưới muốn xách gạo thêm cho cái bàn này này nữa. Xách sao nổi. Rồi, lát nữa kêu bàn này xách thêm. Bàn này cao cao xách được nè. Cái bàn này lội xuống núi được không? Lội xuống dưới kia được không? Qua nó hiu dốc che. Cậu mà. Cậu đi được. À. Hai bên đi được. Lát nữa thì mình sẽ chia một phần gạo và nhờ bạn này xách lên. Chứ bây giờ biết sao bây giờ. Nhìn cái cảnh mà trẻ nheo nhóc như thế này mà không được đi học nè. Rồi thậm chí là không đủ cái ăn cái mặc nữa, nó chi nó kịp. Đây cách trường học cũng rất là xa chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Đây cách trường học xa không nha con? Xa chứ. Xa hả? Dạ. Đi học thì bạn đó đi học bằng gì? Đi một đứa thì bỏ học rồi, còn hai đứa đi học. Ừ. Đi học đi bộ à. Đi bộ hả? Dạ. Phải lội bộ đi học. Đi bộ. Không có xe đi học. Đi bắt đi bộ. Ừ. Trời ơi trời. Chỉ biết thở dài. Chứ bây giờ biết nói gì khi mà các đứa trẻ mà lớn lên với cái cảnh này thì làm sao để mà thay đổi được cái số phận, đúng không anh? Chứ đâu có cách nào mà hỗ trợ cho các cô chú ở đây, chủ yếu là hỗ trợ cái phần gạo thôi, thực phẩm thôi, chứ không thể nào mà hỗ trợ
tiền được, tại vì không có đi chợ thì đâu có sắm sửa, sắm sang sửa đồ đạc gì. Thậm chí là cô bác quý chị thấy á, cái cây cột đằng kia kìa, được cột bởi những cái dây vải cũ á, một vài cái son thôi. Chén thì ăn bữa nào rửa bữa đó. Mưa gió thì tối đây không biết là có sạt lở không nữa. Tối là có cái đèn nhỏ xíu thôi. Mẹ. Ngày xưa là con học lớp hết lớp mấy con nghỉ? Dạ. Con học hết lớp mấy con nghỉ? Con học lớp 8. Lớp 8 con nghỉ. Sao không đi học tiếp? Đi học mệt quá. Dạ. Không có xe đi học á. Ngày xưa không có xe đi học. À. Xa quá trường, xa trường á, nên không đi học. Bỏ học. Bỏ học là lấy chồng luôn. Dạ. Nhờ đi học được nói chuyện tiếng Việt được. Bên kia là cái phòng ngủ, bên đây giống như là cái phòng khách cho các trẻ nó chơi vậy á. Mà cô bác có gì thấy nè, đây là cái miếng ni lông nha. Còn đây là cái miếng bạc. Cũng lâu rồi, ở trên kia có một cái radio kìa. Cây này chắc đốn đến đâu là cứ cất đến đó thôi, đúng không? Cứ chặt đến đâu là cất đến đó thôi. Cô bác có chị thấy dây này thấy không? Dây này là dây gì con? Dạ. Dây này nè. Cây đó không hơi còn con sao biết. Để ăn nè. Rồi ở đây giặt đồ, giặt ở dưới suối hả? Dạ. Rồi sao? Cái này là gì á? Xú. Hả? Cái... đó là người ta cho. Thiện người ta cho. À. À, có mấy cái vỏ chai gì đó nữa. Dạ. Vỏ chai gì ở đó? Chai người ta vô nhà chơi rồi mua bia uống. À, người ta vô nhà chơi mua bia uống đúng không? Dạ. Thì làm gì có tiền nhiều để mình mua bia uống. Dạ, người ta qua chơi á. À. Lâu lâu người ta qua chơi uống. À, dì có biết uống rượu không? Dì có biết uống rượu không? Có không? Dì không biết uống rượu. Hả? Uống bia. Dì biết uống bia hả? Dạ. Hả? Uống ngọt. Dì biết uống bia đó đúng không? Dạ. Dạ. Dì uống được nhiều lon không? Ít thôi à. Xỉn thôi. Uống ít thôi à. Đừng uống nhiều quá. Sao rồi? Uống nhiều sao ấy? Hả? Uống nhiều thì ngủ khó chịu quá. Ngủ khó chịu hả? Dạ. Không chịu. Vậy là con cũng biết uống nữa. Dạ. Con cũng biết uống nữa. Không. Biết uống nên mới biết ngủ khó chịu. Con tướng chú hỏi gì á? Vậy. Con trả lời. Con tướng chú hỏi gì này con trả lời á. À. Thôi con đâu có uống bia đâu. Ai biết? Còn hai bạn là đi học thôi. Đi học thì cặp vở treo ở đó đó hả? Dạ. Sao thế? Để trường rồi. Nghỉ hè để trường nữa. Tan trường nghỉ hè rồi. Ê té té. Dì uống được mấy ly? Mấy ly bia à? Không, tôi uống bia ở đâu. Uống nước ngọt thôi. Uống nước ngọt hả? Em mới uống bia. Tôi biết uống bia đâu. À. Uống mấy ly được vậy. Uống bia được, uống nước ngọt. À. Có tiền đâu mà mua bia. Do anh đó đi đoạn đường xa quá, đó là nữ mấy chai nước mắm nó bị biến dạng rồi. Bây giờ tặng nước mắm với xì dầu. Dạ. Rồi tặng thêm mì cho các bạn ăn. Ha.
Ây da, còn đây là khô. Khô cá. À, khô cá. Cá khô. À, với lại đây gạo. Dạ. Yeah. Bây giờ như thế này nè, tặng để cho mình nấu cho các bé ăn cho đầy đủ chất. Dạ. Đừng uống bia nữa. Hả? Không biết uống bia đâu hả? Nước ngọt có tiền gì, mua nước ngọt uống, có tiền gì thôi. Mua nước ngọt ở đâu? Dạ, nhà y là xa quá. Xa quá hả? Ừ. Bé lì lùng. Đây, dẹp vô để thau mưa nè. Dẹp vô. Cái này nè. Dạ. Của chú ở nước ngoài, ở Mỹ tặng á. Dạ. À, còn khô này con phơi lại nha. Phơi lại để nướng ăn từ từ nha. Rồi bây giờ của con ở bên kia hả? Dạ. Rồi làm sao lấy, lát nữa cử bạn xuống lấy quà phụ lên ha. Lát nữa con đi theo lấy quà nha. Năm triệu. Lấy nè, này để cho con dùng riêng, gia đình của con. Cũng phần quà giống vậy luôn. Dạ. Cũng phần quà giống vậy luôn. Thì con nhớ thương nhất tí thế à. Bé lì. Thật thì cô bác của chị cũng chiều muộn rồi. Bùi Hồ với lại anh cũng khá là đuối khi mà phải lội bộ lên cái núi như thế này. Mỗi chân lắm luôn. Mệt lắm luôn. Nhưng mà thôi thì cũng phải cố gắng. Cố gắng thêm tí xíu nữa. Đây là những cái phần mà nhu yếu phẩm và để chia sẻ cho cô bác của chị biết về cuộc sống của một cái gia đình mà ở trên núi như thế này nè. À, chị uống nước suối. Bây chị uống nước suối à. Nước đó là nước suối á, đúng không? Nước suối. Những cái chai như thế này, cái cô chú ở đây á, tận dụng lại để mà lấy nước suối á. Chứ không có bỏ phí. Yeah. Ăn buổi sáng thì đã chiều rồi. Rồi chiều nay ăn cơm chưa? Dạ. Yeah. Cơm chiều chưa? Chưa. Yeah. Chiều có nấu ăn nữa không? Có. Ngoài có thơ bún là. Hả? Thơ bún là. Chưa nấu cơm nữa. Mấy giờ mới nấu nữa? 5 giờ. 6 giờ nấu. Thôi bây giờ mình uống bia luôn đi chứ nấu gì. Hay sao? Thôi cười. Giờ nào có bây giờ? Bao nhiêu đây đây anh thấy cái cảnh này đúng không? Hết tưởng tượng ra. Lát nữa nói bạn này xuống dưới lấy quà thêm nha. Hai bạn đi xách quà lên ở dưới này nè, xuống đất là tới. Chú đứng nhìn lên ở đây rồi. Vậy đi thôi thì chú ghé thăm gia đình của mình để mà cho cô bác của chị biết được á. Nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe, chăm cho con lớn, đừng có sanh nhiều nha, đừng có sanh nhiều giống như vậy nha.